Sáng ngày 20 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Trần Thành Ngọ khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6. Hội đồng Nhân dân phường Trần Thành Ngọ đánh giá 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh thực hiện đảm bảo yêu cầu theo nghị quyết đề ra đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt từ 58-63% kế hoạch năm, thu ngân sách ước vượt 7% dự toán năm. Phường triển khai thực hiện đề án sáp nhập 16 tổ dân phố thành 10 tổ dân phố theo hướng dẫn của quận. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo, Hội đồng Nhân dân phường thực hiện giám sát và tổ chức các kỳ họp theo đúng quy định. Việc phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các ban ngành duy trì thường xuyên. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2022, thực hiện hiệu quả chủ đề năm, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị thu hút đầu tư, thực hiện chuyển đổi số của quận. Trong 6 tháng cuối năm, Hội đồng Nhân dân phường Trần Thành Ngọ xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, quản lý đất đai đô thị, giữ vững quốc phòng an ninh, thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính. 6 tháng cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân phường Trần Thành Ngọ thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác huy động quản lý và sử dụng quỹ khuyến học trên địa bàn phường. Trong năm 2023, bên cạnh hoạt động giám sát tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường sẽ giám sát chuyên đề về tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân phường về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023, công tác an sinh xã hội, công tác quản lý xây dựng và trật tự đường hè trên địa bàn phường. Cùng với đó, các ban của Hội đồng Nhân dân phường sẽ tiến hành giám sát trong các lĩnh vực kinh tế ngân sách, văn hóa xã hội và pháp chế. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Trần Thành Ngọ chất vấn về vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đường hè mỹ quan đô thị. Các ý kiến phát biểu đều được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trần Thành Ngọ trả lời làm rõ tại kỳ họp.